Ồ. Oh. À, hôm nay thao chim cô gái xin mạnh dạn chia sẻ một chút cái nho nhỏ của mình trên cái cộng đồng diễn đàn chim cô gái thì để chọn một con chim hay thì các bạn quan tâm đến cái chủ đề hôm nay thì là cách chọn chim thì các bạn thường là các cụ ta thường nói là nếu cườm vừng thì giọng thổ mà cườm lổ thì giọng kim Thế thì những con chim cườm nào mà hạt nó nhỏ mà nó mau thì đó là con thường là nó sẽ là dòng thổ ngoài ra thì có một số câu nói người ta gọi là gì à, đầu ok đó đấy gọi là đầu xanh đít xám đó các bạn nhìn nhau cái phần đây này cái phần này này nó phớt phớt xanh thì nó rất là khôn nó đi xám đó Đít xám đó màu màu xám xám đó, đầu xanh đi xám à, câu tiếp theo mà các bạn của nó gọi là mã ngỗng phấn hồng mã ngỗng phấn hồng đó cái bầu ngực này của nó này cái lớp này nó phải là màu phớt hồng màu phớt hồng và bóng mượt như thế này đó cái ngực của nó phải nở và cái hình của nó phải là hình bắp chuối nó thò bắp chuối ra đó mã ngỗng phấn hồng mã ngỗng là cái toàn thân của nó màu ngỗng màu Màu màu, màu, màu màu xám xám ngỗng ngỗng đây này đó đó, đó màu ngỗng màu ngỗng ừ. gọi là mã ngỗng phấn hồng tiếp theo như gọi là gì à, đầu nhỏ mỏ đinh đó thì cái, cái 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 mỏ của nó nó bị nó phải vót như thế này đó đó đấy, đấy, thì có nghĩa là gì nó gọi là đầu nhỏ mỏ đinh con chim như vậy là con chim khôn hoặc là con chim cánh tiên nên là khi nó bậu là hai cái hai cái chóp cánh này nó nó phải vắt chéo nhau thì gọi là đầu 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 nhỏ mỏ đinh cánh tiên à, cái tiếp theo à, cái tiêu chí nữa là các bạn chọn là cái phần mắt của nó nếu mắt của nó mà các bạn nhìn thấy mắt nhỏ à, tròn và các vành mắt của nó à, trông sáng sủa nhanh nhẹn và cái khoé mũi này của nó phải chìm xuống Đó, cái khoé mũi nó chìm xuống và cái phần đầu của nó nhìn trông rất là khôn rất là thường rất là nhanh nhẹn nay nấy, nấy nó gọi là mắt nó mắt nó nó không nổi ra Đấy, mắt nó giấu sâu vào trong hai cái sườn thì là rất là khôn. Nhưng ngoài ra thì cái tiêu chí tiếp theo là các bạn chọn là chân của chúng thế thôi. chân của chúng phải là chân đỏ. Đó, cặp chân này nó phải đỏ và cái phần à, phần ngực này nó phải là nở. Thế thì con chim này uh, tiện thể các bạn uh, quan sát xem là nó là con chim uh, trống hay chim mái. Thế thì các bạn nhìn đây mình con chim này khi các bạn đưa đến camera thì cái phần hậu môn của nó thứ nhất là à, nó không cái những cái vành miệng hậu môn của nó là nó không bị ướt và cái nỗ hậu môn của nó nhỏ và đặc biệt là sờ hai cái góc hai cái góc xương ghim chậu đó cảm giác như nó sắp chạm vào nhau nó chỉ cách nhau khoảng 3 ly hai ly tất nhiên cái tiêu chí tiêu chí này nó cũng chỉ là tiêu chí tham khảo nhưng mà cũng là đa phần cái xương chậu nó hẹp thì thường là con 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 trống mà nó, nó cũng là cao tất nhiên có con chim mái thì xương chậu hẹp thì nó cũng cũng là mái thôi nhưng mà cái hậu môn nó rất quan trọng con mái nào mà nó đẹp trứng rồi ạ thì cái cái vòng khuy của hậu môn nó sẽ rộng ra và đặc biệt là khi quả trứng nó nọt ra khỏi cái cái hậu môn thì bao giờ cái trên đi theo quả trứng bao giờ, bao giờ nó cũng có những cái dịch cái chất nhầy nhớt của quả trứng thì nó tạo thành một cái lớp ướt vòng quanh miệng hậu môn cái lớp lông ướt thì các bạn tinh ý các bạn nhìn thấy đấy là con chim mái đó con con gà mái cũng vậy thôi con gà mái khi nó đẻ bao giờ cái hậu môn nó rất là lở và cái phần lông quanh hậu môn nó cũng bị dơ nó bị dám nó màu đất màu màu ướt màu chủ màu màu, màu nòng trứng đỏ ấy. thế thì các bạn là có thể à, lưu ý là cái con chim mái là là các bạn có thể nhìn qua cái dấu hiệu đấy ngoài ra cái dáng dấp của nó rất quan trọng các bạn thấy, à, có thể thấy là à, cái dáng dấp của nó thì à, nó thường là nó phải là gì ngực nở à, chắc và nó đậm to và đặc biệt là cái gì à, hình của nó phải là hình bắp chuối đó thì à, À, các bạn à, sẽ là gì có được con chim mà à, cái phần móng này cũng thế thôi nó không bị tật nguyền gì cả và các vảy của móng nó cũng rất là gì đều đặn cân đối và cái kiểu từ cái khỉu, khỉu chân này từ cái khỉu chân này đó, đó, đây đây từ cái uh, từ cái đờ, đây mình gọi là cái đầu gối của mình đến cái củ khoai chân của mình nó nó phải dài to đều đó, thì như vậy là con chim nó là thường là con chim trống và con chim này thì đúng là con chim thông chống thật hy vọng rằng cái clip này sẽ phần nào góp thêm một chút cái ý kiến của mình trên cái diễn đàn chim cu gáy mà đây là những con chim điển hình của thao chim cu gáy đó là chim điển hình của chim bắc bộ đó thì các bạn có thể thấy là con chim này nó cũng khá là thân thiện khá là thuần thục đó thì mình sẽ giới thiệu như vậy hy vọng rằng các bác có thể là đã từng biết hoặc là chưa biết cũng có thể là thông cảm cho và cũng có những cái comment cũng uh, hiểu và uh, trên cái kênh chim bu mình hi vọng rằng các bạn sẽ uh, tiếp tục đăng ký để đón nhận những video mới nhất về chủ đề con chim hay ý của vũ văn thao với cái số điện thoại là 0163 5305982 qua cái kênh gọi điện thoại và kênh zalo bằng số trên uh, ngoài ra mình dùng thêm cái số là 0989 uh, 177982 và mình sử dụng cái Facebook là cái chim cu quay hay cũng như cái một số cái kênh YouTube là chim cu quay hay cái thương hiệu của mình. Cái địa chỉ của mình thì thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.